Chẳng lẽ anh không thấy mùi hương này quen thuộc sao? Uổng công tôi đã yêu thương và quan tâm anh. Wow. Em biết là dạo này anh không có gần gũi vợ. Em nói cái gì đấy? Tôi cần anh giúp em việc. Sao cô lại biết? Thôi, anh đừng ngủ ở bên ngoài nữa. Anh ngủ bên ngoài thoải mái hơn. Em cứ ngủ trước đi. Alo, ai đấy? Đợi tôi chút nhá. Từ giờ em sẽ là thư ký của anh. Dạ vâng ạ. Làm việc cho tốt vào nhá. Chào Trang, lâu rồi không gặp, trông cậu vẫn thế nhỉ? Còn cô thì trông có vẻ khác nhiều. Anh có tóc bạc này, để em nhổ cho anh nhá. Trông dạo này anh già hơn xưa rồi đấy. Chắc là anh già thật. Em chỉ đùa thế thôi. Chứ trông anh vẫn phong độ, đẹp trai và tài giỏi như là ngày xưa ấy. Thế mà ngày xưa vẫn có người bỏ anh đi thế thôi. Thì chỉ là sai lầm của ngày xưa thôi. Còn em thì vẫn không thể nào mà quên được anh. Đường vào trái tim đàn ông là đi qua dạ dày, bà hiểu chưa? Bà phải hâm nóng tình cảm vợ chồng lên chứ. Em biết là dạo này anh không có gần gũi vợ. Vợ anh không có được thơm như em. Em nói cái gì đấy? Dừng lại đi. Em biết rằng anh luôn nhớ về em mà. Hay là để em sinh con cho anh nhá. Chẳng lẽ anh không thấy mùi hương này quen thuộc sao? Sao em đến không báo cho anh một câu? Đây, ký xong rồi, ra ngoài đi. Có phải anh vẫn không quên được cô ta, thế nên mình muốn giữ cô ta ở cạnh mình đúng không? Đủ rồi đấy, anh và cô ta là đồng nghiệp. Lâu lâu em đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Anh có thể thay thư ký, nhưng mà tại sao lại cứ phải là cô ta? Đang là công ty, em đừng có kiếm cớ để gây sự ở đây. Uổng công tôi đã quan tâm và yêu thương anh. Đi làm vài ly không? Đấy, mày thấy không? Từ lúc cưới ấy, cứ dăm bữa nửa tháng lại khều lại chuyện cái Linh. Còn nữa, suốt ngày cọc cằn với tao ấy. Chưa hết nhá. Luôn luôn mang lại cảm giác không hứng thú cho tao trong chuyện đấy. Cô ấy không đặc biệt. Tao luôn luôn ngại ngần khi mà ở cạnh cô ấy. Nói chung là không biết chăm sóc bản thân. Người lúc nào có mùi hôi, khó chịu lắm. Mà kiểu khô rát ấy. Mày biết là anh em mình trong cái chuyện đấy quan trọng như nào rồi đúng không? Tao hiểu mà. Nói chung ấy, bây giờ tao chán rồi. Không muốn nói chuyện, không muốn gần gũi, cũng không muốn ngủ chung luôn. Nhưng mà còn mày với cả Linh. Linh á? Vẫn thơm, vẫn ngọt ngào.
sinh con cho tao nữa cơ. Nhưng mày nên nhớ, Linh là người đã bỏ mày trong lúc mày khó khăn. Còn Trang, Trang mới là người đã ở bên mày trong lúc mày không có gì, mày hiểu chưa? Thế giờ tao phải làm gì? À, ai? Hoàng, Trang, em tới lúc nào thế? Em đã nghe được hết cuộc nói chuyện của hai anh rồi. Em nghe thấy hết thì cũng tốt. Đàn ông khi say ấy, thường hay nói thật. Anh thấy không nên để Linh làm thư ký cho nó. Nhưng mà nguyên nhân khiến vợ chồng em nguội lạnh như này, một phần cũng là lỗi do em đấy. Vâng. Đàn ông xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Em là người phụ nữ thông minh, biết nhìn nhận ra vấn đề và sẽ biết cách cứu vãn của hôn nhân này. Vâng, cảm ơn anh. Ngoài việc người đàn ông thích sự dịu dàng ngọt ngào của vợ ra thì còn là... Em hiểu ý của anh. Cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm đến anh Hoàng nhà em và cũng giúp em hiểu ra nhiều chuyện. Thế thôi, để anh đưa hai vợ chồng em về nhá. Lần sau anh uống ở đâu thì uống ít thôi đấy. Hơn nữa đi đâu cũng phải nói cho vợ biết, như vậy thì em mới đỡ lo. May mà hôm nay có anh Trung gọi em đến đón anh về đấy. Ừ, anh biết rồi. Mà cho vợ xin lỗi chuyện lúc sáng nhá. Đáng lẽ ra vợ phải tin tưởng chồng hơn. Không có gì, chuyện qua rồi mà. Thôi, anh nghỉ ngơi đi, em xuống bếp nấu gì cho anh ăn nhá. Cảm ơn em, mình là vợ chồng cơ mà. Em hôm nay trông khác lắm, quyến rũ, dịu dàng hơn. Mà còn... Người lúc nào có mùi hôi, kiểu khô rát ấy. Bây giờ tao chán rồi, không muốn gần gũi, cũng không muốn ngủ chung luôn. Nước hoa vùng kín thảo mộc 37, lọ màu đen là mùi ngọt ngào quyến rũ, lọ màu xanh gợi cảm lôi cuốn. Nước hoa vùng kín thảo mộc 37 làm hồng và se khít cô bé, giúp bảo vệ cô bé không bị viêm nhiễm, không bị khô rát lúc sinh hoạt vợ chồng, giúp tăng tiết dịch âm đạo, hết mùi hôi ở cô bé, giữ mùi thơm trên cơ thể suốt 48 giờ. Chưa một loại nước hoa nào làm được điều này. Đặc biệt là trong những ngày đèn đỏ, chỉ cần nhỏ 2 đến 3 giọt lên băng vệ sinh là có thể ngăn ngừa vi khuẩn và ngừa viêm nhiễm. Tôi cần anh giúp một việc. Con làm sao? Anh Hoàng. Này,
cực kỳ giống rồi. Cô mang ra ngoài đi. Anh Hoàng, sao dạo này anh cứ lạnh nhạt với em thế? Hay là em đã làm điều gì khiến anh không vui à? Cô làm việc rất tốt. Không phải là do công việc. Thế tại sao anh lại lạnh nhạt với em? Hay là bây giờ anh không còn muốn gần gũi em nữa? Tôi đã có vợ rồi. Cô đừng có nói những điều như thế nữa được không? Anh đừng có mà dối lòng mình nữa. Anh và Trang chưa có con, không có gì ràng buộc cả. Em sẽ sinh cho anh một đứa con. Một đứa con rất là kháu khỉnh. Chỉ cần anh ở bên cạnh em, rồi em sẽ là tất cả của anh. Cô vẫn không hiểu à? Cô là quá khứ, còn Trang là hiện tại và tương lai. Cô hiểu chưa? Em không tin. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ. Nhưng điều đấy tôi không cần. Tôi rất yêu vợ tôi. Điều tôi cần bây giờ ấy là tôi muốn đẻ con cùng với vợ tôi, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy. Thế đó. Anh Hoàng, anh đã thay đổi rồi sao? Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh và cô ta không có gì cả. Có món quà tặng cho anh này. Anh là bố thật à? Cơ hội để cô có con với chồng tôi đã bị tôi cướp mất rồi. Cô, tôi nghĩ cô nên dành tâm sức để dưỡng thai đi, chứ không phải âm mưu toan tính để cướp chồng của người khác, để biến người đó thành bố của con cô đâu. Sao? Linh có thai á? Cái thai chắc là cũng được 2 tháng rồi. Sao cô lại biết? À, thì bố của đứa con trong bụng cô đang đi tìm cô đấy. Đừng vì người ta phá sản mà bỏ người ta như thế chứ. Thì ra bao lâu nay cô vẫn thế nhở? Vẫn vì tiền mà bất chấp tất cả. Cô có 2 sự lựa chọn. Thứ nhất, sang chi nhánh khác để làm việc. Thứ hai, nghỉ việc. Anh Hoàng, em... Mời cô đi. Vợ, cảm ơn em. Vì điều gì? Vì tất cả.